Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp phần write nha các bạn. Trước khi vào bài, cô có một cái game nhỏ nhỏ để chúng ta chơi, để chúng ta có hứng hơn khi học bài nè. Cái game thì cũng đơn giản thôi ha. Chúng ta đã học về một số từ chỉ tính cách rồi, một số từ chỉ về diện mạo rồi ha. Character and appearance, tính cách và diện mạo. Rồi chúng ta lấy những cái từ trong khung này, để đưa vào đúng cột. Cái nào thuộc về tính cách đưa vào character, cái nào thuộc về appearance, diện mạo đưa vào appearance. Rồi, đọc cho cô ha. Generous, hỏi nghĩa nè. Generous là gì? Rộng rãi, hào phóng. Ok. Khai, tốt tính. Sociable, hòa đồng. Thin, ốm. Black hair, nghĩa gì các bạn? Tóc đen. Slim, mảnh mai, mảnh khảnh. Helpful, giúp đỡ người khác ha. Cái này tính cách tốt nè, hay giúp đỡ người khác. Tall, cao. Humorous, này humorous, đây là tính từ của chữ humor các bạn. Humor là sự hài hước. Humorous, tính từ có nghĩa là hài. Hài hước, fat, mập. Rồi giờ chúng ta đưa vô nha. Khai, character, that's right. Humorous, helpful, sociable, generous. Rồi còn nữa không nè? Còn những từ nào mà thuộc về character nữa không? Ở nhà có học từ không vậy? Có học rồi thì chúng ta làm rất dễ ha. Water appearance nè. Tall, black hair, thin, slim, fat. Now, you did one, my friends. Listen for write. Okay, now read the information about them and then answer the questions. Chúng ta, nhiệm vụ của phần write này, đầu tiên chúng ta sẽ đọc thông tin về bạn Tâm rồi trả lời những câu hỏi ha. Các bạn mở sách giáo khoa ra cho cô. Phần write nó nằm ở trang 15. Rồi chúng ta đọc thông tin về bạn Tâm ha. Rồi trả lời một số câu hỏi cho cô nào. What's his name? Đọc rồi chúng ta trả lời câu hỏi. What's his name? Who is he? What does she look like? Nhớ câu hỏi này nè, hỏi về diện mạo cho cô nè. Anh ấy trông như thế nào? Đẹp hay xấu? Cao hay lùn? Vân vân. Hỏi về diện mạo, chúng ta dùng câu what does he look like. What is he like? What is he like? Hỏi về cái gì các bạn? Biết không nào? Nếu what does he look like, chúng ta hỏi về diện mạo bên ngoài, về body bên ngoài, thì what is he like là hỏi về tính cách bên trong. Tính của bạn ấy như thế nào? Rộng rãi hay là hòa đồng hay là kín đáo hay là hay giúp đỡ người khác, vân vân. What is he like, tính cách của cậu ấy như thế nào? Where does he live, cậu ấy sống ở đâu? Who does he live with, cậu ấy sống với ai nè? Who are his close friends? Những người bạn thân của bạn ấy là ai? Rồi trả lời nè. His name's Tom. Easy, dễ ha. How old is he? He's 40. What does he look like? He's tall and thin. He has short black hair. What is he like? He's sociable. Tính cách của bạn ấy là hòa đồng nè, humorous nè, and helpful, hay giúp đỡ người khác. Where does he live? At 26 Trần Phú Street, Hà Nội. Who does he live with? He lives with his mother, father and an elder brother. Who are his close friends? They are Ba and Bảo. Rồi trả lời được những câu hỏi này là chúng ta đã hiểu được đoạn văn người ta viết về cái gì đó các bạn. Rồi tiếp theo. Now make a similar form for your partner. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi ra một cái dạng ý của một trong những người bạn cùng lớp của mình. Tên bạn là gì ghi vô, tuổi nhiêu ghi vô, appearance, diện mạo của bạn như thế nào ha, ghi vô luôn cho cô. Đẹp xấu gì đó ha, mập ốm cao lùn gì đó ghi vô. Character, tính cách của bạn nó như thế nào, mình đã học một số từ chỉ tính cách rồi.
address, địa chỉ của bạn ở đâu, không biết thì hỏi bạn ha. Family, gia đình của bạn gồm có ai, friends, những người bạn thân của bạn là ai, kể hết ra. Rồi, cái này cũng thấy cũng dễ ha, các bạn ráng làm cho xong. Xong rồi chúng ta sẽ viết một đoạn văn về bạn của mình. Write a paragraph about your friend. Rồi, chúng ta dựa vô cái sườn này mà viết nha các bạn. Rất là dễ thôi ha. This is my friend. His her name is. Rồi tên của bạn mình là gì, mình ghi cho đây. He or she is. Yes, oh, bạn của mình bao nhiêu tuổi, ghi cái số tuổi dưới đây. He or she lives at. Rồi mình ghi cái địa chỉ của bạn mình dưới đây. Ta dùng giới từ at thì có phải có số nhà nha, nhớ cái chỗ này cho cô nha. Còn không có số nhà cụ thể chúng ta dùng giới từ on. Còn sống ở một cái thành phố đó, đất nước là ta thì dùng in ha. Giới từ chỗ này tùy ha, chúng ta sử dụng cho nó đúng. Which, với ai đó ghi ra. Rồi, dựa vào cái đoạn văn nãy mình mới đọc, chúng ta tả, viết một đoạn văn tả về người bạn của mình cho cô ha. Now write a paragraph about your classmate using the information in your form. Viết nha các bạn. Rồi, dưới đây là một bài mẫu cho chúng ta coi ha. Dựa vào bài mẫu đó chúng ta viết cho nó dễ hơn nè. Đó, các bạn đọc bài mẫu đi, rồi chúng ta viết. This is my friend. His name is Nam. He is 14 years old. He lives at 86 Lý Thường Kiệt Street with his parents and his sister Hương. He is tall and fat and he has short curly black hair. He is sociable, generous, and helpful. His best friends are Phú and Thạch. Ok, rồi chúng ta đọc bài này rồi, chúng ta ráng tự viết một bài về bạn của mình ở nhà cho cô nha. Now write a paragraph using given information. Bây giờ cô sẽ cho các bạn thông tin về một người, các bạn tự viết ra một đoạn văn cho cô nha. Biết ông này là ai không? Who is this? Katsuna. Ok. Rồi chúng ta đọc những cái chi tiết tả về ông này, về người này, rồi viết một đoạn văn cho cô. Very easy. Rất dễ ha các bạn ha. Rồi sau khi các bạn viết rồi thì có cái bài mẫu cho các bạn coi, các bạn tham khảo ha. Rồi đọc bài mẫu đi. Rồi chúng ta coi coi chúng ta thấy khó khăn chỗ nào thì chúng ta dựa vô bài mẫu đó, chúng ta hoàn thành cho cô. Từ nào không biết chúng ta có thể ở nhà tra từ điển ha. Cô khuyên các bạn khi mà chúng ta làm bài viết ha, tập rèn cái kỹ năng viết ấy, chúng ta phải có nhiều từ vựng. Thì để có được nhiều từ vựng, chúng ta cứ việc tra từ điển cho cô. Từ điển thì bây giờ có rất là nhiều nguồn ha. Các bạn có thể lên mạng ha, search những cái từ điển về trên máy của mình. Chúng ta tra cho nó dễ. Không biết cứ tra. Khi chúng ta tra một từ, chúng ta sẽ được học rất là nhiều từ liên quan tới nó. Cách học từ vựng tốt nhất là tra từ điển ha, cố gắng tra cho cô. Rồi ráng viết cho xong nha. Rồi bây giờ cô có một cái bài tập cho các bạn nè. Chú ý cái bài tập của cô nè. Bài tập ngày hôm nay cô giao cho các bạn đó, cái tiêu đề của nó là gì, cái yêu cầu của nó là gì đây. Supply the correct forms of the words. Cho hình thức đúng của từ. Cái chỗ này, cái bài này nè, là nói đơn giản nôm na là word form đó các bạn. Người ta cho mình một từ trong ngoặc, mình phải biến nó về động hay danh hay tính hay trạng cho phù hợp với cái câu đó. Như vậy muốn làm được cái bài tập này phải xác định hai bước cho cô. Bước thứ nhất, phải xác định xem trong câu này chúng ta phải dùng loại từ gì. Bước thứ hai, mình phải thuộc cái loại từ đó. Mình phải thuộc cái loại từ đó, biết nó là dùng danh từ. Mà giờ tôi không thuộc danh từ viết sao cũng không làm được, đúng không nào? Rồi bây giờ chú ý nè, chúng ta vào câu thứ nhất. We have quite characters. Rồi người ta cho trong ngoặc mình chữ differ. Từ differ trong ngoặc nó là loại từ gì? Bạn nào biết? Nó chính là động từ. Động từ.
Như vậy đưa vô câu mình không thể nào viết y chang là differ lại được, mình phải biến đổi. Rồi giờ làm sao biết biến đổi? Còn nhớ cái từ character nãy cô dạy, giải thích không? Character tính cách đó là danh từ. Như vậy cái từ differ này nó đứng trước danh từ character, nó bổ nghĩa cho danh từ character, thì chúng ta phải đưa nó về loại từ gì nào? Chính là tính từ. Biến differ thành tính từ thì tính từ của differ là gì? Đó, bước thứ nhất mình đã xác định được loại từ nó là tính từ rồi. Bước thứ hai mình phải đưa differ về tính từ. Rồi là mình phải thuộc bài. À, vậy thì tính từ của differ là gì? Nhiệm vụ các bạn ở nhà tre nha, cô hướng dẫn như vậy rồi ở câu thứ nhất các bạn ở nhà tre. Rồi tương tự như vậy, cô sẽ cho các bạn 10 câu nha, 10 câu. Làm và nộp bài lại cho giáo viên dạy trên lớp của chúng ta để lấy điểm nha. Gửi qua mail hay là gửi qua Zalo gì cũng được ha. Chúng ta làm và nộp lại cho giáo viên. Chúng ta tích lũy nhiều bài thì sau này giáo viên sẽ dựa cho đó mà chấm điểm học tập của chúng ta đó. Rồi tổng cộng có 10 câu. 10 câu. Chép không kịp thì cứ lên trang web của trường ha, mở lại cái video clip này rồi chúng ta coi lại, chúng ta từ từ chép lại làm cũng không sao. Rồi bài write tới đây là hết. Cô giao cho các bạn bài tập về nhà nè. Write a paragraph about one of your family members. Viết một đoạn văn về một trong những thành viên gia đình của mình. Ba cũng được, mẹ cũng được, anh chị em cũng được, viết ai cũng được, lựa người ra viết cho cô. Phải ráng tự viết nha. Bài này nó dễ, cô đã hướng dẫn hết rồi đó. Do exercise làm 10 câu bài tập cô mới giao. Prepare language focus. Rồi chúng ta chuẩn bị cái phần ngữ pháp language focus ha. Tiết sắp tới chúng ta sẽ được học nó. Ok, now stop here. Bye bye.